Kính thưa thầy thị, vì bài đối tiếp chương trình lên sự được bài vì cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nhân Gian, ca khúc được mang tên Nói Lại Tình Xưa. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Nhân Linh và Hoàng Tỏ. Xin mời vị cùng thưởng thức. Chuyện tình hòa bao năm qua em thôi.
bắt đầu.